Sang năm mới rồi, có bạn nào vẫn được hỏi những câu như này chưa? Là sẽ cũng có rất là nhiều bạn cảm thấy hơi khó chịu với những câu hỏi kiểu như này đúng không nào? Nhưng mà thực sự mình cũng không thể phủ nhận cái điều rằng là việc mà hỏi về những cái vấn đề riêng tư nó là một thói quen cố hữu trong văn hóa giao tiếp của người Việt chúng mình rồi. Thế nhưng với người Nhật và đặc biệt là trong những cái mối quan hệ mà chưa thực sự thân thiết lắm thì những câu hỏi liên quan về những cái vấn đề riêng tư như kết hôn hay sinh con vân vân á thì nó là một trong những câu hỏi nên tránh mọi người ạ. Thông thường thì ở trong kai wa hàng ngày thì chỉ đến khi nào mà người ta nói những cái câu kiểu như là Uchino otoga chấm thế nào đó này, hay là musumega con nhà tôi hay chồng nhà tôi thế nào đó, thì lúc này người kia mới xác nhận lại kiểu như là gì nhỉ, wo kekkon sarete iru desu ne. Đó, lẽ thường đã ít khi hỏi rồi, vậy thì trong những cái trường hợp mà bắt buộc mà mình muốn phải xác nhận về tình trạng hôn nhân của đối phương thì lúc này các bạn sẽ dùng cho mình động từ là kekkon suru. Tuy nhiên mình sẽ chia nó về dạng là teiru, là cái dạng mà thể hiện trạng thái mọi người nhé. Đó là gì nhỉ? Kekkon shite iru desu ka? Chứ không dịch kiểu word by word là đã lấy chồng chưa là dùng thể quá khứ đúng không? Kekkon shimashita ka? Không có nói như vậy mọi người nhé. Vì kekkon suru thì nó chỉ là một động từ và nó thể hiện một cái hành động hay là một cái sự kiện kết hôn thôi. Thế nên là nếu như mà mình có dùng nguyên cái động từ ấy không á thì các bạn sẽ phải thêm những cái mốc thời gian vào để người ta hiểu là đấy là cái việc là mình tổ chức đám cưới nhá. Ví dụ như là Sengetsu kekkon shimashita, tôi đã cưới vào tháng trước. Hay là câu chuyện của tương lai thì sẽ là gì nhỉ? Gaigetsu kekkon shimasu, tôi sẽ cưới vào năm sau. Tuy nhiên thì trên thực tế mọi người ơi, người Nhật cũng rất là ít khi nói kiểu gọi là hơi ai mai như vậy lắm, mà người ta sẽ nói thẳng ra luôn về cái việc là tổ chức đám cưới sẽ là kekkon shiki o agita desu ne, tôi đã làm cái đám cưới chẳng hạn, hay là niuseki shimashita, dùng cái động từ này rất là hay mọi người nhé, từ động từ của N2 gì đó nhá. Tiếp theo có một câu hỏi mà mình thấy các bạn rất là hay thắc mắc, các bạn học viên cũng rất là hay thắc mắc với mình, đó là cái câu là cô ơi, có phải là khi mà người ta nói là kekkon shimashita thì có nghĩa là người đó đã kết hôn và đã chia tay rồi không? Có phải không nhỉ mọi người nhỉ? Nhưng mình vừa giải thích ở bên trên đấy, đó là cái từ kekkon suru thì nó chỉ đơn giản là một cái hành động thể hiện cái sự kiện đấy thôi. Thì khi mà nói là kekkon shimashita thì mình cũng chỉ biết là người ta đã kết hôn rồi thôi nhá, chứ chưa có chắc là người ta đã ly hôn hay là chưa ly hôn, cái đấy mình không thể nào mà khẳng định được không nào? Có chăng thì có một cách nói là kekkon shite imashita, chia vete ita, thì cũng sẽ có những cái trường hợp chúng ta có thể hiểu theo cái ý nghĩa là cái người này đã kết hôn và đã chia tay rồi. Tóm lại, clip ngày hôm nay chúng ta tổng kết lại 4 ý về câu chuyện kết hôn này nhá. Thứ nhất, đó là đây là một chủ đề tránh nên mang ra để hỏi trong giao tiếp, nhất là trong những cái mối quan hệ chưa thân quen. Thứ hai, đó là nếu như mà cần hỏi về tình trạng hôn nhân của người ta thì chúng ta sẽ dùng cách nói là kekkon shite iru desu ka? Ok chưa nào? Chứ đừng dịch word by word như vừa nãy mình nói là gì nhờ? Kekkon shimashita ka? Giống như kiểu trong tiếng Việt mình là đã lấy chồng chưa nhá. Thứ ba, đó là động từ kekkon suru nếu như mà nói bình thường để hiểu theo cái nghĩa rằng là tổ chức cái đám cưới á, thì các bạn nên thêm những cái mốc thời điểm cụ thể ra, ví dụ như là sengetsu, senshu, daigetsu hay là gonen mae, vân vân, như vậy chẳng hạn. Còn nếu mà thực tế thì các bạn có thể nói rõ hẳn ra là gì nhỉ? Kekkon shiki o ageru hay là niuseki suru nhá. Và cuối cùng, cách nói kekkon shimashita trong đó nó có mang ý nghĩa là người này đã ly hôn hay không thì cái này mình không khẳng định được nha. Có chăng thì cách nói là kekkon shite ita thì mình có thể nhá, có thể lý giải theo cái hướng đó thôi. Chứ còn bình thường thì thực ra là người Nhật cũng ít khi nói lắm mọi người nhá. Ok.